chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Trích Shop. Thì nếu các bạn chưa biết chúng ta đã có một sản phẩm mới của 1821 và đây là sản phẩm gội mới của họ. Với sản phẩm này thật ra nếu bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó khác biệt hoàn toàn so với cả sản phẩm cũ. Chúng ta sẽ có thiết kế chai vuông này, bên cạnh đó nữa thì cái phần vỏ chai của chúng ta sẽ được làm bằng nhựa màu đen chứ không phải là nhựa trong suốt như một lần chúng ta hay có. Bên cạnh đó nữa thì cái sản phẩm này vẫn sẽ giữ được cái tông mùi chủ đạo của 1821 đó sẽ là mùi Squid Tobacco. Tất nhiên, đây là một trong những cái tông mùi gần như là mình chỉ có thể tìm thấy được ở 1821 cho nên là hãng cũng sẽ giữ lại cái đặc trưng này dành cho cái sản phẩm này nó sẽ tạo ra cho người dùng một cái sự ấn tượng, nó sẽ tạo ra cho người dùng một cái sự nhẹ nhàng thoải mái khi họ sử dụng. Và ai mà đã sử dụng cái mùi này mà đã bể, ấy, nó sẽ rất là dính cái mùi này luôn, mùi nó trầm, nó nam tính, nó đàn ông. Ok, thì như các bạn thấy chúng ta sẽ có một sản phẩm mới. Và với sản phẩm mới này chúng ta sẽ có gì mới? Đây sẽ là một dòng sản phẩm không có chứa sulfat và không có chứa silicon, tức là nó sẽ không tạo ra cho chúng ta cảm giác mượt da. Bên cạnh đó nữa thì thành phần tẩy rửa ở trong sản phẩm này vì nó không có chứa sulfat, cho nên nó sẽ là một dòng sản phẩm gội rửa mái tóc của chúng ta bằng các thành phần tự nhiên và tự nhiên nhất có thể nôm na cho các bạn dễ hiểu đây là một sản phẩm lành tính đối với mái tóc của các bạn đặc biệt là những bạn nào có cái da đầu nó nhạy cảm hoặc là các bạn đã bị nấm bị ngứa ấy, thì cái sản phẩm này sẽ là sản phẩm vệ sinh cái da đầu của các bạn rất là tốt bên cạnh đó nữa thì mình cũng nói luôn với cái line sản phẩm mới của một này thì họ có áp dụng một cái công thức khá hay đó chính là protein thủy phân với cái protein thủy phân này thì mái tóc của các bạn sẽ được bổ sung cái độ ẩm cũng như là cái độ mượt một cách khá là nhanh khi mà trong sử dụng ấy nó sẽ kiểu như là làm cho mái tóc chúng ta có trạng thái trơ trơ mượt mượt đấy đây cũng là một trong những cái trạng thái cá nhân mình cảm thấy khá là thích Và còn ngoài ra với công dụng ngoài của sản phẩm này thì đây cũng sẽ là một sản phẩm hỗ trợ các bạn bị gầu hỗ trợ các bạn bị nấm Nhưng bạn nào mà mới bị những giai đoạn nó mới ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ các bạn bù lại độ ẩm dành cho làn da của các bạn bằng nước hồng cho sản phẩm nước hồng là một trong những cái sản phẩm khá tốt để các bạn có thể bù lại và độ ẩm dành cho làn da và từ đó nó sẽ giảm thiểu bớt cái tình trạng gọi là bị gầu bị nấm đặc biệt là bị nấm khi mà các bạn bị ngứa do da đầu các bạn quá khô ấy, thì đây sẽ là sản phẩm hỗ trợ các bạn rất tốt điều đó còn về cái chất lượng của sản phẩm thì sao chúng ta sẽ không còn có một chất sản phẩm nó trong như màu cánh gián với các phiên bản mà chúng ta đã có trước đây mà thay vào đó chúng ta sẽ có phiên bản màu khá đặc như kiểu màu sữa ông thọ vậy. Bên cạnh đó thì như mình đã nói khá là nhiều, chúng ta sẽ có một sản phẩm không có sunfet, không có silicon, cho nên cái thành phần, cái chất của sản phẩm chúng ta nó sẽ loãng hơn rất nhiều so với vững phiên bản cũ. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải mất một khoảng thời gian để chúng ta có thể làm quen từ những phiên bản cũ đổi sang phiên bản mới. Còn về mùi hương thì như mình đã nói, chúng ta sẽ có tông mùi sweet oco. gửi vào một phát là chúng ta gần như là không thể nào quên được đi đây là cái dòng sản phẩm của Một vậy. Nó tạo ra cho chúng ta một cảm giác khá thoải mái, nó đàn ông, nó lịch sự và đây là một trong những điểm mạnh của họ làm. Mà gần như bất kể ai đã của bộ ta 21 mà không thể nào mà tách ra rời được bởi vì chính cái mùi này đây, đúng cái mùi này đây. Hmm, nó thật là thơm Và ngoài ra nữa thì mình cũng phải thông báo nhẹ lại với các bạn Đó chính là cái sản phẩm này chúng ta đã được giảm dung tích đúng rồi Với những phiên bản cũ chúng ta sẽ có dung tích khoảng hơn 500ml Nhưng mà với phiên bản này chúng ta sẽ có dung tích khoảng tầm 473ml thôi Và tất nhiên đồng nghĩa với việc giảm dung tích thì nó sẽ đắt hơn với các bạn nhé Đúng rồi, bởi vì nó là một sản phẩm không sunfit Với Về các bạn nó là một sản phẩm thật tự nhiên Cho nên là cái giá thành của nó cao hơn so với cả những dòng sản phẩm dầu gội cơ bản của hãng Thì cũng là một chuyện hết sức bình thường Cho nên mà các bạn khi mà mua các dòng sản phẩm dầu gội của một 21 ấy, thì các bạn nhớ của mình một điều là nó là một sản phẩm tự, tự nhiên cho nên là cái giá của nó sẽ hơi đắt hơn một xíu nó là chuyện hết sức bình thường các bạn nhé nó không phải là một điều quá mới lạ đối với các dòng sản phẩm sáp vuốt tóc hoặc là các dòng sản phẩm sử dụng người nam giới ở thời đại nữa đâu đây chúng ta đang có một ví dụ rất điển hình đây còn về trải nghiệm của sản phẩm này thì như mình đã nói chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm khá là hay nó giúp chúng ta làm sạch mái tóc tơi khô nhẹ nó không bị bết không bị dò không bị quá ẩm quá nặng giống như các cái dòng sản phẩm 21 cũ trước đây đúng đồng nghĩa nó bù ẩm nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ bị ẩm quá nhưng mà với sản phẩm này chúng ta sẽ cân bằng được độ ẩm và chúng ta không cảm nhận được quá nhiều độ ẩm của sản phẩm này, đây cũng là một trong những điều làm mình cảm thấy rất là thích. Bên cạnh đó, cái da đầu của chúng ta có trạng thái khô thoáng, đúng. cái cảm giác khô thoáng nó sẽ là một trong những cảm giác làm bản thân mình cảm thấy nó hiệu quả, nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ, nó không bị quá nặng nề. Đây cũng là một trong những cảm giác cá nhân mình cảm thấy khá là tê. Và ngoài ra, cái điểm mạnh cuối cùng đối với trải nghiệm của sản phẩm này, nó sẽ là phần mùi hương. Đây là thứ ba mình phải nhắc về mùi hương của sản phẩm này rồi, quá là thơm đi. Nó cho chúng ta cái cảm giác như kiểu là nó 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 thanh, nó nó được thanh lọc lại con người, vậy cảm giác dùng rất là sướng. Và nếu các bạn đã cần bọn mình tư vấn hơn kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này, thì các bạn nhớ ghé vào. Shop để chúng tôi có thể được trực tiếp tư vấn cũng như là hỗ trợ cho các bạn về các dòng sản phẩm tạo kiểu thời điểm hiện tại chúng ta đang có hoặc đơn giản là dầu gội một tám mình có ở đây và nếu các bạn đang cần bọn mình review và phân biệt bất kể sản phẩm gì thì hãy nhớ để lại xem phần comment nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.